Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và trước mắt nhà mình đây là một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia. Thì trong thời gian vừa qua, những cái sản phẩm Louis Hoàng Gia đang được khách hàng cũng như là đang được các bác lựa chọn rất là nhiều. Đang được các bác yêu và tin dùng những cái mẫu mã như thế này thì thứ nhất là sẽ không sợ bị lỗi mốt. Thứ hai là khi mà các bác sử dụng thì cái mẫu mã của nó rất là sang trọng. Nhìn kê vào không gian phòng khách này hay là kê vào một cái không gian thậm chí là tầng dưới, tầng trên thì nó rất là sang trọng và rất là đẳng cấp. Đối với cái mẫu Louis Hoàng Gia này thì mình có thể kê ở những cái diện tích phòng khách lớn. Và hiện tại bộ sản phẩm này thì em đang làm với kích thước là chân 14 các bác ạ. Chân 14 với phần trương thì em làm là trương là dày 10 phân và trương liền khối. Đó. Bộ sản phẩm này thì em làm hàng rất là dày dặn và hàng tiêu chuẩn, tức là hàng khuôn 4 ván 2 các bác nhé. Với chi tiết đoạn dài ở đây thì em đang quay với kích thước chiều dài là 2m60 ạ. Chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m53 và sâu phủ bì của bộ sản phẩm này thì em làm là 77 phân. Chi tiết đoạn dài này thì nó là một chi tiết rất là đắt giá của một bộ sản phẩm. Và đối với những cái bộ sản phẩm phòng khách ở bên cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ làm thì bao gồm sẽ có 6 món là một bộ đầy đủ. Sẽ có một đoạn dài này, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn và hai chiếc đôn kẹp. Đấy, ngoại trừ những cái bộ sản phẩm 8 món và 10 món thì ngoại trừ những cái bộ sản phẩm đó là những cái bộ sản phẩm hàng đặt. Đó, thì nếu mà bác nào muốn sở hữu và cũng như là có trong nhà của mình những cái bộ 8 món, 10 món thì các bác hãy liên hệ cho em để đặt hàng trước khoảng độ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì cái sản phẩm của mình sẽ dựng xong mộc. Còn ở đây thì là một bộ sản phẩm đã hoàn thiện, tức là đã full VUM và bằng chất liệu là gỗ hương đá các bác nhé, bằng chất liệu gỗ hương đá. Và chất liệu sơn em có sử dụng là chất liệu sơn O7, là một chất liệu sơn hiện đại nhất hiện nay. Đối với kích thước của hai chiếc ghế đơn thì em đang làm kích thước chiều ngang của nó là 1m1, cao từ chân lên tới đỉnh là 1m49 và sâu phủ bì thì là 77. Vách tựa lưng của bộ sản phẩm này thì em làm là vách đục khung gương ạ. Các bác có thể nhìn thấy cái mẫu vách đục khung gương này, nó rất là dễ lau chùi, tiện lợi cho chị em phụ nữ này, dễ lau chùi này. Và hơn nữa thì nó được là các bác chị em phụ nữ là có thể tiết kiệm được thời gian ở cái khâu mà vệ sinh bàn ghế. Tay thì bộ sản phẩm này em làm dáng tay là dáng tay chữ S và dáng tay đặc 100% các bác nhé. Dáng tay đặc 100%. Đối với bộ này thì là kích thước chân 14 và tất cả những cái chi tiết phần trương này trên bộ sản phẩm này thì em đục máy CNC nhưng tỉa lại bằng tay. Đấy, tỉa lại những cái đường nét nhấn nhá, ví dụ như là những cái hình bông hoa hay là thậm chí những cái hình hoa lá tây này, rồi là thậm chí là ở dưới phần vách này thì em đều tỉa lại để làm sao cho nó sắc và rõ nét hơn. Thậm chí là mặt bàn em cũng có tỉa lại luôn các bác nhé. Đấy, tiếp theo cái chi tiết cũng rất là quan trọng đối với một bộ bàn ghế phòng khách, đó là chiếc mặt bàn. Mặt bàn thì ở đây em đang làm kích thước là chiều ngang của nó là 78 á. Chiều ngang này của chiều ngang bàn, rộng của bàn là 78 và chiều dài là 1m57. Mặt bàn thì em đục là thuận buồm xuôi gió các bác nhé. Một hình ảnh, một chi tiết đục rất là quen thuộc rồi. Cái hình ảnh thuận buồm xuôi gió này thì có ý nghĩa là thậm chí là các bác làm ăn buôn bán này, hay là thậm chí là các bác mong muốn là các bác sẽ luôn luôn thuận lợi trong bất kỳ công việc hay là trong cuộc sống gia đình. Đấy, đều là được thuận lợi, đều là như những chiếc thuyền buồm đi xuôi gió, làm bất kỳ công việc gì. Và các bác biết rồi ạ, chiếc thuyền buồm mà đi xuôi gió thì nó cứ chỉ đi thôi, không có những cái sóng gió. Và bàn thì em cũng làm khuôn tranh các bác nhé. Bàn thì em cũng làm khuôn tranh. Chân thì em đục tỉa, đó chính là hoa lá tây. Những cái họa tiết cũng đi đôi, đi kèm với cả mẫu Louis Hoàng Gia. Và hai chi tiết cuối cùng và hai chi tiết nhỏ của bộ sản phẩm này, đó chính là hai chiếc đôn. Một chiếc là đôn kẹp, một chiếc là đôn cao kẹp với bàn, và một chiếc là đôn ngồi. Đấy, nếu mà ngăn kéo thì em sẽ làm ngăn kéo của bàn và ngăn kéo của đôn các bác nhé. Ngăn kéo của bàn và ngăn kéo của đôn. Đôn ngồi này thì em làm kích thước là 40x40 các bác ạ. 40x40. Và tổng thể cái bộ sản phẩm này thì em hiện tại. Và tổng thể bộ sản phẩm này thì có thể kê ở những cái diện tích phòng khách khoảng từ 25m2 là các bác đã có thể kê được rồi ạ. Bác nào mà đang quan tâm đến những mẫu sản phẩm như thế này, đấy, em sẽ quay thêm cho các bác cái chi tiết mặt sau này. Cả mặt sau này em cũng có đục mặt trước và mặt sau các bác nhé. Nếu các bác mà có quan tâm đến những cái sản phẩm như thế này thì các bác có thể liên hệ qua Zalo của em là số điện thoại 0926 21 từ quý 3.
Đối với những bộ sản phẩm mà đã hoàn thiện thì em sẽ tặng thêm cho các bác đó là một kính bàn và một kính đôn. Ngoài ra thì sẽ miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% trong vòng 3 tháng đầu. Đương nhiên là sẽ có chế độ bảo hành, đó là bảo hành 5 năm đối với tất cả mọi sản phẩm và bảo trì sản phẩm trọn đời. Ngoài ra thì sẽ có 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Thì đối với cái chế độ 1 đổi 1 thì là một chế độ rất là đặc biệt và ưu đãi. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em. Kính chúc bác có một sức khỏe ở gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.